Thưa quý vị khán giả, tiếp nối chương trình cùng với tiểu mục Chuyện chung chuyện riêng thì Phương Thúy xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận đến một chủ đề mà ngày hôm nay chúng tôi luôn muốn nói tới, cũng liên quan tới tình hình dịch bệnh COVID-19 và liên quan tới sự đồng lòng, sự chung tay, sự nỗ lực của tất cả những nhân viên y tế cũng như là của người dân tại những nơi được cho là nóng nhất của tâm dịch COVID-19. Quý vị khán giả cũng sẽ thấy rằng là có rất là nhiều những hình ảnh được chia sẻ về đoàn sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương khi mà đang làm việc tại tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh, và chắc chắn là những hình ảnh này sẽ được rất là nhiều người quan tâm trong thời gian gần đây. Khi mà chuyến đi này của các bạn ấy được thực hiện ngay sau khi mà đợt tình nguyện hỗ trợ chống dịch tại tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh, sức trẻ cũng như là sức nhiệt huyết của các bạn ấy cùng với mong muốn được cống hiến cũng đã trở thành động lực của rất nhiều người để có thể là chấp nhận xa gia đình, chấp nhận lao vào khó khăn khi mà dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp. Vâng, tuy nhiên thì gần đây cũng đã có những thông tin ồn ào liên quan đến công tác hỗ trợ phòng chống dịch của những sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó cũng có một số ý kiến tiêu cực. Để chúng ta cùng nhìn nhận lại việc này thì sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi phóng sự mà chúng tôi đã thực hiện. Đi máy bay mà mặc áo blue trắng, lại còn được ở khách sạn hạng sang, ăn uống dùng bữa thì ở khách sạn 4 đến 5 sao. Đây là những lời mỉa mai bình luận của nhiều tài khoản cá nhân được đăng tải trên mạng xã hội để ám chỉ những sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Kỹ thuật Y Hải Dương và Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Câu chuyện càng được đẩy lên đỉnh điểm khi có một số tài khoản nhắc đến việc lấy mẫu có sự tham gia của các sinh viên đến từ Hải Dương. Hẹn dân 13 giờ xét nghiệm thì 19 giờ các em mới tới, chắc mấy bé muốn dân ngồi nắng để tự tiêu diệt COVID. Rồi các em xuất hiện thật đẹp, các em đòi ăn no chóng lớn rồi mới làm. Khi làm thì các em bảo đồ bảo hộ không đúng tiêu chuẩn. Ngày đầu tiên lấy mẫu toàn Thành phố Hồ Chí Minh diện rộng, thực tế có việc rời lịch sang 13 giờ. Đến 13 giờ, người dân đến lấy mẫu, nhưng tại một số điểm vẫn phải chờ thêm nhiều giờ đồng hồ mới được lấy. Tình hình này khiến một số người dân bức xúc, đăng bài trên mạng xã hội tố đoàn lấy mẫu, trong đó có liên quan đến đoàn Hải Dương như Status nói trên đề cập. Thưa quý vị, và điều đáng chú ý trong câu chuyện nói trên là những phát ngôn đến từ trang cá nhân của MC nhà báo Trác Thúy Miêu như là tụi em nhắm học hỏi được thì làm, còn cà chớn như các tụi em đã làm ở quận Gò Vấp thì ở chơi thêm mấy bữa cho biết rồi về, Sài Gòn đang bận dữ lắm. Hay như là đạo diễn Bảo Nhân cũng đã có ý kiến về vụ việc này. Tại sao lại mặc áo blue trắng mà đi ra khỏi bệnh viện mà lại còn đi sân bay như vậy nhỉ? Và từ đó thì cũng có rất là nhiều những comment với những cái ngôn ngữ, ngôn từ tiêu cực như là làm màu khi mặc áo blue trắng, khi đi máy bay, khách sạn 5 sao và đặc biệt là có hành động chê khẩu trang y tế, các trang thiết bị không đạt chuẩn, không đến các điểm làm việc đúng giờ như đã hẹn. Sau khi tỏ rõ quan điểm trên mạng của một số nhân vật nổi tiếng, cư dân mạng cũng đã chỉ trích và có những phản ứng dữ dội. Nhiều cư dân mạng cũng đã phản đối và không đồng tình với quan điểm nói trên đến từ Trác Thúy Miêu hay như là đạo diễn Bảo Nhân. Họ cũng cho rằng là cần phải trân quý những đóng góp, công sức của các em trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Và câu chuyện này cũng đã để lại nhiều tranh cãi khi mà cả nước và người dân đã và đang cùng nhau đồng lòng để có thể chống dịch, nỗ lực dập dịch, đồng tâm, đồng sức hướng về các tỉnh thành đang căng mình để chống dịch COVID-19 như là Bắc Giang, Hải Dương và bây giờ là Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, và có lẽ là điều đáng buồn là những nhân vật trong câu chuyện này lại chính là những bạn sinh viên của Hải Dương. Khi mà các bạn ấy khi đang theo học Trường Đại học Kỹ thuật Y tế của tỉnh Hải Dương đang tham gia vào việc là tình nguyện chống dịch cùng với ngành y của Thành phố Hồ Chí Minh. Và từ đó thì các bạn ấy hoàn toàn là bỏ lại gia đình, lao vào khó khăn, bỏ lại cuộc sống riêng của các bạn ấy để có thể bước vào một trận chiến mới với những diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh. Và trong số đó thì có rất là nhiều các bạn sinh viên khi mà vừa hoàn thành nhiệm vụ chống dịch tại Bắc Giang và cũng đã xung phong lên đường để có thể hoàn thành được nhiệm vụ được giao. Và từ xoay quanh câu chuyện này thì cũng có rất nhiều những ý kiến trái chiều, những bình luận của không chỉ là cư dân mạng mà tất cả những người dân khi mà nói rằng là các bạn ấy là muốn nổi tiếng hay là muốn được ghi danh, nhưng mà sự thực thì không phải là như vậy. Bởi vì khi mà lên đường làm nhiệm vụ thì bản thân những bạn sinh viên ấy không hề mong muốn là mình được ghi danh hay là làm việc này để được nổi tiếng. Và điều đáng nói ở đây là như là một số công ty hay một số đơn vị đã lợi dụng hình ảnh của các bạn sinh viên này để có thể PR cho đơn vị của mình,
có thể kể tới như là Vietnam Airlines hay là Sài Gòn Tourist. Và chính những sự PR quá đà hoặc là khâu tổ chức còn nhiều bất cập đã làm ảnh hưởng đến công việc của các bạn sinh viên, đang khiến cho các bạn ấy trở thành những người nổi tiếng bất đắc dĩ. Vâng, và trước sự việc này thì ông Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp cũng cho biết, hai ngày đầu lấy mẫu trên diện rộng thì dự kiến có 400.000 người dân của quận Gò Vấp có gặp một số các cái trục trặc, quy mô của cuộc lấy mẫu quá lớn, các công ty cung ứng vật tư cho đoàn nhân viên y tế chuẩn bị không kịp, nguồn nhân lực cũng đến từ nhiều nơi nên là sự phối hợp giữa các bên bước đầu có những khó khăn. Việc chậm trễ và có phần trục trặc này thì không phải là lỗi của các em sinh viên của trường kỹ thuật y Hải Dương, và nó còn là rất là nhiều những cái vấn đề xung quanh nữa. Dựa bão dư luận trên mạng xã hội thì ở đời thực, chính những người dân của thành phố phương Nam lại cảm thấy ấm áp bởi sự sẻ chia của hai chữ đồng bào. 112 sinh viên Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương trong sự hồ hởi của tuổi trẻ đã có mặt tại nơi căng thẳng nhất. Có lẽ chính các bạn ấy cũng chưa biết sự vất vả của nhân viên y tế thành phố Hồ Chí Minh cho đến khi thực sự bước vào công việc. Từ ngày 1 tháng 7, lực lượng sinh viên từ Hải Dương đã cùng tham gia chiến dịch lấy mẫu cộng đồng toàn thành phố. Tại quận Gò Vấp, các bạn trẻ vẫn nỗ lực cho nhiệm vụ và tâm huyết của mình. Thời gian đầu đến thì trong cái khâu tổ chức và phối hợp á, thì có chút là chưa thống nhất. Tuy nhiên thì đến hôm nay thì đã rất là bài bản, bố trí được lực lượng lấy mẫu để địa phương cũng huy động người dân ra đảm bảo số lượng. Dù là có ý kiến gì đi chăng nữa thì mình vẫn cứ làm chứ. Các em nó bình thường đó, chỉ áp lực từ vụ dịch Hải Dương rồi. Thế thì đến vụ dịch ở Bắc Giang nữa, mỗi một nơi thì có một cái áp lực riêng. Có thể áp lực về vất vả, có thể áp lực về cái này cái kia. Đây cũng là cái trải nghiệm của các em, và cũng cần các em thể hiện những cái bản lĩnh của mình để thực hiện tốt cái công việc của mình. Hơn một năm qua, thành phố Hồ Chí Minh đã cử hàng chục đoàn chi viện nhân lực, thiết bị cho các tỉnh thành chống dịch. Thì nay là lúc nghĩa tình san sẻ. Đáng quý là sự đồng lòng ấy đến từ những người trẻ, những người nhiệt huyết, nhưng cũng cần phải có chuyên môn. Tuy nhiên, nếu công tác tổ chức, điều hành thống nhất từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh thì nguồn lực này mới phát huy hiệu quả, giảm tải cho nhân viên y tế thành phố. Và khi đó, lòng tốt mới thực sự có ý nghĩa. Khi bác sĩ mình đã từng hỗ trợ từ ra Hải Dương để hỗ trợ việc này, thì giờ hỗ trợ qua hỗ trợ lại, đó là tình đồng bào, tình thương. Cái tâm là cái mà mình cần quan tâm đến. Bởi vì thật ra khi mà các bạn ở ngoài đó vào Thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc những cái ca mà lấy mẫu này nọ, thì người ta cái nguy cơ mà nhiễm bệnh rất là lớn. Cũng rất là phấn khởi và rất là tốt, bởi vì do cái tinh thần là còn trẻ, năng nổ hoạt động cùng với nhà nước dập dịch. Theo đại diện của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đang có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng sinh viên sẽ nhận sự phân công chuyên môn từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật kể từ chiều nay, ngày 4 tháng 7, sau một cuộc họp của các đơn vị liên quan. Sự điều hành này nếu kịp thời diễn ra ngay từ khi 312 em sinh viên có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì rất có thể đã tránh được những lùm xùm không đáng có như hiện nay. Nhưng dù có thế nào thì lòng tốt xuất phát từ nghĩa tình đồng bào luôn đáng được trân trọng. Thưa quý vị, chúng ta trân trọng những người tình nguyện lao vào tâm dịch và bất chấp những khó khăn, thậm chí là những nguy hiểm, những nguy cơ về lây nhiễm dịch bệnh đang chờ đợi các em. Bởi các em đi theo tiếng gọi của trái tim, và đây cũng chính là hành động rất là cao cả và rất đẹp trong xã hội hiện nay. Công việc tại Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng giống như việc các em đã hỗ trợ tại Bắc Giang, Bắc Ninh. Các em cũng không đòi hỏi và làm theo đúng mệnh lệnh của tổ chức. Có thể do gấp gáp về mặt thời gian và cả những cái công tác chuẩn bị phía sau đó, cho nên những ngày đầu đã có một số những chệch choạc trong công việc. Nhưng ở đâu cũng vậy và việc gì cũng vậy, sẽ có những khó khăn ban đầu, và bằng sự chung sức và đồng lòng thì chắc chắn chúng ta sẽ có thể vượt qua. Vâng, chúng ta đều có thể thấy rằng là lứa các bạn học sinh sinh viên với thế hệ trẻ thì chắc chắn là có trong mình sức khỏe đã này, rồi sau đó là sẽ có cái tinh thần và sự nhiệt huyết. Và chắc chắn là khi mà các bạn ấy lao vào tâm dịch với những bộ quần áo bảo hộ, với những khoảng thời gian làm việc rất dài như vậy, chắc chắn là các bạn ấy cũng đã xác định cho mình một cái tinh thần là phải vượt khó để có thể vượt qua và có thể là hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ được giao. Và chắc chắn là trong việc hỗ trợ để có thể lấy những mẫu xét nghiệm một cách thần tốc để có thể phục vụ quá trình truy vết nhanh nhất
nhất để hỗ trợ khoanh vùng và dập dịch là một cái công việc mà chắc chắn đòi hỏi sự tập trung cũng như là tinh thần rất cao trong khi làm việc. Và không ít những ý kiến trái chiều cũng đã được đưa ra, nhưng có thể thấy rằng bên cạnh đó cũng đã có rất nhiều những lời động viên đã được gửi tới các bạn sinh viên, những bạn trẻ đã chấp nhận xa gia đình, gác lại câu chuyện học tập, gác lại những câu chuyện của cuộc sống riêng để có thể lao vào vùng dịch, đối mặt với những nguy cơ, thậm chí là lây nhiễm COVID-19 một cách nhanh nhất và nguy hiểm nhất. Và mọi người cũng mong rằng là các em sẽ có thể vững tâm để có thể tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt những công việc của mình, góp phần vào công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Và với vấn đề này thì ông Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Sở Y tế của Hải Dương cũng đã có những chia sẻ. Xét nghiệm cho Hải Dương trong cái đợt dịch thứ ba vừa rồi và thứ tư vừa rồi, cơ bản là đợt thứ ba nó rất lớn, lớn nhất toàn quốc ở cái thời điểm đó. Và sử dụng từ ngày đêm không có tính toán, mà điều kiện của Hải Dương nó không như Hồ Chí Minh, rất khổ. Ở đây vùng sâu, vùng xa, vùng Chí Linh, vùng núi, cái khối lượng công việc có lớn, nên cái cung ứng các cái dịch vụ, ví dụ cả sinh hoạt thông thường đã khó khăn cho các bạn ạ. Cho nên các bạn không có lẻ hà thì xong lấy về một thời gian rất ngắn thì chưa được nghỉ ngơi thì lại lên đường đi Bắc Giang, Bắc Ninh, mọi người đều biết. Lấy mẫu xét nghiệm cực kỳ quan trọng, cực kỳ vất vả, cực kỳ khó khăn và cực kỳ quan trọng, quyết định cái việc thành công của công tác phòng dịch thì các bạn đảm nhiệm. Rất là cảm xúc khi các bạn ấy hỗ trợ của anh trong chống dịch cũng như Bắc Giang, Bắc Ninh. Mong các bạn ấy cũng quan tâm và các mọi người anh em y tế Hải Dương là rất là tin cậy các bạn, mong các bạn cũng sẽ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà được bộ y tế giao, cũng là sự tin cậy của các địa phương mà các bạn đến hỗ trợ trong phòng chống dịch. Tuy những cái đã làm được qua cái bài học của Hải Dương cũng như bài học của Bắc Giang thì sẽ làm tốt cái công tác phòng chống dịch, lấy mẫu xét nghiệm phòng chống dịch trên địa bàn ở Tân Công, trong Hồ Chí Minh hay một tỉnh khác, để mà nhiệm vụ các bạn dịch hết thì các bạn mới hết được cái nhiệm vụ để trở về. Vâng ạ, vậy thì hiện nay không biết là tâm lý của các em như thế nào, cuộc sống của các em ra sao khi mà trong những cái thời điểm nhạy cảm như thế này, thì chúng tôi ngay trong sáng nay cũng đã có cuộc trao đổi ngắn với anh Trần Quang Cảnh, là trưởng đoàn đại diện của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, người cũng đã trực tiếp đồng hành cùng với hơn 300 sinh viên tại tâm dịch để có những ý kiến khách quan hơn từ nhiều phía. Đã đi hơn 100 người để xuống Bình Thạnh, và chiều nay thì 80 người sẽ xuống qua vận để làm việc. Trong quá trình thực hiện mấy hôm đầu thì do các cái kế hoạch cứ đi lại có khó khăn. Thế còn bây giờ thì khi mà đã phối hợp thống nhất giữa các cái quận với mình làm việc ấy, thì các cái công việc, ví dụ sáng nay tổ chức ở Bình Thạnh là thuận lợi. Thực ra thì về tinh thần thì các em rất là thoải mái, bởi vì các em đi vào đây thì là mình là người tình nguyện, mình đi làm, mình cống hiến. Thế cho nên là mình sẽ tập trung vào cái công tác chuyên môn. Thế và sáng nay thì các em khi mà bắt đầu bây giờ đã triển khai các cái công việc các em làm thì nói chung là các em cũng rất là vui khi mà đi làm, đi làm thì rất là vui thôi, cũng không có vấn đề gì. Chỉ là tất cả mọi cái thì đây là chúng em đi làm là mình vào mình hỗ trợ làm sao mà trong cái công tác chống dịch nó tốt nhất thôi. Thế chứ còn thực ra thì cũng không có cứ một ý gì. Nói chung thì về tinh thần của các em thì các em đã tình nguyện tham gia chống dịch thì tất cả mọi thứ thì không có vấn đề gì cả. Đều hàng ngày thì thầy trò đều động viên nhau làm sao cố gắng mà mình làm tốt các cái công việc của mình, đặc biệt là được sự đầu mối là ở các cái y tế địa phương ấy. Thì các quận thì khi mà có các cái yêu cầu để mà hỗ trợ ở đâu thì chúng em cũng sẽ sẵn sàng, lúc nào cũng rất là sẵn sàng là chúng em sẽ đến để phối hợp cùng với làm. Thưa quý vị, chúng ta chắc hẳn còn nhớ những hình ảnh của các em sinh viên tình nguyện sẵn sàng và rất là sẵn lòng để có thể lên đường viện trợ cho các tỉnh thành như Bắc Ninh, Bắc Giang, mang theo sức trẻ, tình người và cả những tri thức mà các em được học để phục vụ cho nhân dân, cho cộng đồng. Khi đó thì dù chưa lần nào được tiếp xúc hoặc trải qua công việc của một người đi chống dịch, nhưng các em vẫn xung phong
vẫn tình nguyện, đồng thời coi đó là nghề mình chọn cho tương lai. Như những cái nóng như thiêu như đốt của miền Bắc vào thời điểm đó, hay như nỗi nhớ nhà, sự thiếu thốn về cơ sở vật chất cũng không làm cho các em nản lòng. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng nhìn lại những hình ảnh đẹp đó đến từ các em. Và dịch Covid-19 thì hiện nay cũng chưa lắng lại thưa quý vị. Mỗi ngày trôi qua thì nó vẫn lây lan, vẫn hoành hành với tốc độ nhanh kinh khủng. Và những ngày vừa qua thì điển hình như tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta cũng đã chứng kiến một cái con số rất đáng buồn về dịch Covid-19 khi mà số ca nhiễm Covid vẫn duy trì tăng cao ở mức 3 con số và có ngày đỉnh điểm là lên đến hơn 700 ca Covid được ghi nhận ở tại thành phố, và có rất là nhiều những cái F0 lẫn quất ở trong cộng đồng mà chúng ta vẫn chưa truy vết được. Cho nên vì vậy, bất kỳ sức người, sức của, sức vật và vật tư y tế bất kỳ cái lúc nào dù là nhỏ thì nó cũng rất là đáng trân quý vào thời điểm này. Vâng, chắc chắn là như vậy rồi ạ. Một chút cái ý thức để chúng ta cùng nhau đồng lòng vượt qua đại dịch một cách an toàn nhất và vững tâm nhất cũng đã là một điều đáng trân quý rồi. Và hơn thế nữa là những cái tâm sức, những cái sức lực mà những người được coi là tình nguyện lao vào tâm dịch khi mà bỏ ra để lao vào khó khăn thì lại càng đáng được trân quý hơn. Và đó cũng chính là thông điệp mà chương trình của chúng tôi trong tiểu mục Chuyện Chung Chuyện Riêng muốn nói tới ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhau, hãy đoàn kết và hãy đồng lòng, hãy trân quý những công sức của những người đã lao vào tâm dịch.